di menu. Sao? Cô gái này có mong muốn gì cho năm mới không? Suy nghĩ ra. Bác phải tớ sau đi. Thế còn cô gái này? Quay lại đây nào. Ôi chà. Đúng. Cô gái này mới này. Cô gái này có mong muốn đi cho năm mới không? Không. Cảm ơn em. Hôm nay em có cả thảo biếu. Nhưng mà này cũ rồi, đi đến 2 năm rồi. Bố Hà Linh có gì nói cho năm mới không? Chúc mừng năm mới. À, trái tim tan vỡ. Anh Hà, mình sắp cười. Chúc anh Hà năm nay trọng tế nhé. Các bạn nhìn nói chuyện trẻ con nhé. Kiều đang đi Myanmar này. Quay cho nó hấp dẫn. Mạnh. Quay à? Tự chụp ảnh.